Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ame Shop. Hôm nay em làm clip giới thiệu đến các anh mẫu bật lửa Sipo, một mẫu mới về. Mẫu này có mã hàng là 229ZL, các anh xem mã hàng ở trên góc trái màn hình giúp em nhé. Đây là một mẫu mới có gam màu xanh hơi than một chút, ở trên hình ảnh thì nó hơi tươi hơn thực tế một chút. Đấy, cái màu xanh than này rất là nhiều anh yêu thích. Còn đây là mộc đáy này, đây là dòng sơn tĩnh điện với gam màu rất là trẻ trung. Đây là hàng chính hãng, bánh xe chéo, búa cam, rồi buồng đốt rất là tốt. Đây là ruột của sản phẩm. Đó, đây là ruột của sản phẩm. Hàng rất là đẹp, hàng mới về luôn. Đây là mẫu mới nhất của nhà em về chính hãng Zippo. Số em thì chuyên cam kết là bán hàng chính hãng nhé, anh hoàn toàn yên tâm. Khi mà nhận hàng các anh được mở ra hàng ra kiểm tra trước khi trả tiền, các anh hoàn toàn yên tâm nhé. Mặc dù là sơn tĩnh điện nó có thêm một lớp vỏ sơn rồi, nhưng mà tiếng kêu cũng rất là hay, rất là vang và rất là thanh luôn. Nó không như nhiều anh suy nghĩ là sơn tĩnh điện nó bị giảm tiếng kêu, mặc dù là nó cũng có giảm đôi chút so với lại dòng bình thường, nhưng mà âm thanh thì mỗi người một cảm nhận. Chính vì thế nên em vẫn đánh giá con này là hay, rất là hay luôn. Đấy thì anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới cái video này, Ame Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ame.vn xem thông tin chi tiết về sản phẩm, hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau, các anh có thể đặt mua luôn ở trên website nhé. Đấy, để tiết kiệm thời gian thì các anh vui lòng gọi cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.